Chị đi khám tổng quát rồi bác sĩ phát hiện ra đó, nghi ngờ thôi, rồi cái yêu cầu chị đi chụp phim. Rồi chị khi đó chị đi chụp phim rồi mới phát hiện ra túi phình. Chị sợ lắm chứ. Chị đã khám ở thành phố Hồ Chí Minh rồi nhưng mà không có thiết bị, chị chờ cũng lâu rồi. Nên là chị xuống như này nè. Rồi có thì chị rất là mừng, nên là chị can thiệp sớm luôn á. Trước là chồng chị có khám ở đây rồi, nên là chị cũng nghĩ có liên quan, nên là chị điện đại tổng đài chị tư vấn. Thì mấy em ở đây tư vấn rất là rõ, thì nói ở bệnh viện mình chuyên về bên đó đó, hay bên chuyên khoa luôn á, nên là chị xuống luôn. Rồi, rất là may mắn, nói chung chị được dạng may mắn á. EQ của tôi. Kính thưa bà con, thì tôi cũng xin thông tin đến cho bà con miền Tây của chúng ta cũng như bà con ở trong cả nước. Vừa qua bệnh viện Đa khoa Quốc tế ADS chúng tôi vừa mới tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp cũng khá là hiếm, đó là một cái bệnh nhân nữ 35 tuổi. Bệnh nhân trong tiền sử thì bệnh nhân đã từng có những cái cơn đau bụng mà không giải thích được lý do. Chính vì bệnh nhân là có người nhà cũng là nhân viên y tế cho nên rất quan tâm đến sức khỏe và họ đã đi khám ở rất nhiều nơi, những bệnh viện lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì họ tình cờ phát hiện bằng phương pháp siêu âm, thì họ thấy có một cái túi phình ở cái động mạch mặt ra đằng trên, đó là cái động mạch đã nuôi ruột. Thì bệnh nhân cũng được khám từ bệnh viện lớn này rồi chuyển sang bệnh viện lớn khác theo lời giới thiệu của nhà chuyên môn. Để tìm phương pháp điều trị thì đến một vài bệnh viện lớn khác thì họ và dùng phương pháp kỹ thuật hiện đại hơn, chính xác hơn, đó là họ chụp MRI, kể cả chụp CT có bơm thuốc tương phản, thì họ chẩn đoán được là bệnh nhân có hai cái túi phình cũng khá là to, một khối ở động mạch mạc treo trên cận gốc và một khối thứ hai này là cách đó khoảng vài cm. Tuy nhiên, do trong quá trình điều trị của bệnh nhân đó, thì do thiếu một số phương tiện vật tư gì đó theo lời kể của bệnh nhân thì ở các bệnh viện lớn của Sài Gòn họ không có điều trị được cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà qua tìm hiểu của người nhà cũng như là lời giới thiệu của một số nhân viên y tế quen biết thì họ đã tìm về bệnh viện Đa khoa Quốc tế ADS của chúng tôi. Thì tại bệnh viện chúng tôi tiếp nhận thì bệnh nhân trong một cái tình trạng thỉnh thoảng có vài cơn đau bụng thôi nhưng mà nó không rõ ràng khu trú ở vị trí nào. Tuy nhiên căn cứ trên những cái hồ sơ bệnh án và chúng tôi đã ghi nhận được thì trước khi quyết định điều trị như thế nào thì chúng tôi cũng cần phải xem xét đánh giá lại một lần nữa bằng một cái hệ thống chụp mạch máu khá là hiện đại bằng CT phổ thông của chúng tôi. Thì chúng tôi đánh giá bệnh nhân có một cái túi phình mà thôi, tức là một cái túi phình khá là to. Với kích thước khoảng 13 nhân cho 17 mm. Còn cái gốc cái túi phình nhỏ được chẩn đoán ở bệnh viện khác thì chúng tôi xác định đó không phải là phình mà nó là cái gốc của một cái nhánh mạch máu. Chúng tôi đã được chứng minh một cách rất là cụ thể bằng hình ảnh rất là rõ nét. Trước cái chẩn đoán đó thì chúng tôi đã tư vấn cho người nhà cũng như là bệnh nhân để họ biết được những yếu tố nguy cơ và phương pháp điều trị. Thì hiện tại đó thì đối với những cái phình này chúng ta thấy là một cái bệnh khá là hiếm gặp. Theo những cái báo cáo ở trên thế giới, chúng ta thấy những cái tỷ lệ mà mắc cái túi phình ở cái động mạch nuôi ruột này đó, nó chiếm tỷ lệ khoảng là dưới 0,5% những cái phình ở trong mạch máu của tạng, mắc của tạng. Và những cái nguyên nhân mà đến thời điểm hiện tại được ghi nhận thì những nguyên nhân phổ biến đó là người ta ghi nhận được nó có thể do một cái tình trạng viêm nhiễm ở trong hệ tuần hoàn, đặc biệt là tình trạng viêm ở mạch máu hay là viêm nội tâm mạc chẳng hạn. Và một cái số yếu tố mà người ta nghĩ đến có thể liên quan đến những cái thuốc dùng bằng đường tĩnh mạch, đó là những cái yếu tố mà nguy cơ có thể dẫn đến những cái bệnh lý này. Thì đến thời điểm hiện tại ở thế giới như ở Việt Nam chúng ta, đối với những trường hợp như thế này thì có hai phương pháp điều trị được đặt ra. Một là chúng ta mổ hở, cắt lọc cũng như là tách rời cái khối túi phình này để đem ra bên ngoài. Tuy nhiên phương pháp mổ hở thì chúng ta xâm lấn nặng nề. Còn một phương pháp thứ hai khá nhẹ nhàng hơn mà không cần phải mổ, đó là chúng ta can thiệp bằng đường nội mạch. Chúng tôi sẽ dùng những cái vật liệu gây tắc mạch để tắc những cái khối này cũng như loại nó ra khỏi vòng tuần hoàn, mà chúng ta không cần phải mở ở bụng để vào trong bụng bằng đường ngoại khoa. Thì bệnh nhân này sau khi xem xét thì họ chọn con đường là can thiệp bằng đường nội mạch. Thì vào chiều ngày hôm qua, vào ngày 24 tháng 7 năm 2024 thì chúng tôi đã thực hiện thành công. Trong thời gian khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 phút, bằng cách chúng tôi dùng một cây kim rất nhỏ để tiếp cận bằng cái đường động mạch đùi của bệnh nhân và sau đó chúng tôi dùng thuốc tương phản chụp hiện hình mạch máu. Chúng tôi đánh giá lại tổng thể hệ thống mạch máu nuôi ruột của bệnh nhân và xác định cái túi phình này
với hình dạng và kích thước tương đồng với cái hình ảnh mà chúng tôi được chẩn đoán bằng các CT phổ thông. Thì kích thước chúng tôi tiến hành bỏ những cái vòng xoắn kim loại hay còn gọi là coi đó, thì chúng tôi bỏ vào trong thời gian đó với số lượng vài cái coi, thì chụp lại kiểm tra chúng tôi xác định được là túi phình đã được tắt hoàn toàn, có nghĩa là túi phình đã khỏi loại được đỡ khỏi hoàn toàn khỏi vòng tuần hoàn của cơ thể. Thì tôi cũng xin thông tin thêm những trường hợp như thế này đó, thì chúng ta thấy nếu như chúng ta không điều trị những trường hợp này thì cái khả năng vỡ của nó nếu như xảy ra thì khả năng tử vong của bệnh nhân lên khá là cao. Theo một số cái nghiên cứu cũng như báo cáo trên thế giới thì người ta cho biết tỷ lệ tử vong mà nếu như bệnh nhân không được chẩn đoán cũng như không được điều trị triệt để thì khả năng tử vong có thể lên đến 90%. Đó là những cái thông tin về cái ca bệnh này tôi muốn gửi đến bà con để chúng ta cảnh giác. Xin cảm ơn bà con. Chị rất là cảm ơn bác sĩ Tấn và ekip đã hỗ trợ chị trong việc can thiệp. Rồi cảm ơn bác sĩ Đức đã tư vấn rất là nhiệt tình cho chị, rất nhắn tin rồi hỏi chị rồi này kia, rất là nhiệt tình. Chị cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hãy theo dõi kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ để theo dõi những video bổ ích về phòng ngừa đột quỵ.